Nhắc tới Brazil, chắc hẳn tất cả người dân trên thế giới đều nghĩ ngay đến một đất nước phát triển bậc nhất Nam Mỹ. Nói đây nổi tiếng với độ ăn chơi trác táng, cùng những vũ điệu samba mê đắm, cùng lễ hội Carnival xa xỉ bậc nhất thế giới, ngốn hàng tấn tiền mỗi năm. Cứ thế Brazil hiện lên như một quốc gia đầy tươi sáng và giàu có. Ấy vậy nhưng, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đằng sau bức tranh tưởng như toàn gam màu hạnh phúc ấy, Brazil thực sự sở hữu sự đen tối hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Nơi đây nổi tiếng với hơn 1.000 khu ổ chuột, hay còn gọi là các favela theo tiếng địa phương. Nằm giữa thành phố Rio de Janeiro hào nhoáng với những bãi biển nóng bỏng nhất hành tinh, khu ổ chuột là mảng màu đối lập, khác biệt với bức tranh du lịch nơi đây. Và sẽ chẳng nơi nào khác ngoài Complexo do Alemão, khu ổ chuột lớn nhất đại diện cho việc phơi bày sự tăm tối đằng sau những bữa tiệc hoang lạc tại Rio de Janeiro. Trong quá khứ thì khu Complexo Alemão là nơi tập trung của những người thu nhập thấp, trung bình và không được chính phủ kiểm soát. Các địa điểm này được mệnh danh là thiên đường của tội phạm, ma túy và các băng đảng. Mỗi khi có sự kiện lớn như World Cup hay Olympic, chính phủ thường thỏa hiệp với các băng đảng về việc ngừng bắn. Ấy vậy nhưng chẳng bao giờ giới chức cấp cao của Brazil có thể ngăn chặn đổ máu bởi những kẻ ngoài vòng pháp luật ấy luôn công khai chống đối, sẵn sàng nổ súng mà không màng đến tính mạng của người dân, khiến cho Complexo Alemão thực sự không khác nào địa ngục nơi trần gian. Đôi nét ngắn gọn, Complexo Alemão là một khu ổ chuột lớn nhất và nguy hiểm nhất ở Rio de Janeiro. Đây là khu phức hợp gồm 13 khu ổ chuột lớn nhỏ ở phía bắc Rio, với hơn 70.000 người sinh sống. Gần 3/4 trong số này là người gốc Phi, Brazil. Đặc biệt, nơi đây tồn tại rất nhiều băng đảng khét tiếng với muôn vàn tệ nạn ghê rợn lòng người. Đó chính là đại diện cho mặt tối ở Rio de Janeiro, nơi vẫn luôn được biết đến là một địa danh ngập tràn trong những bữa tiệc xa hoa, vũ điệu samba say đắm lòng người cả đêm lẫn ngày. Còn Complexo Alemão, một địa danh kinh điển tại Brazil, có thể lột tả được hết sự thối nát đằng sau lớp mặt nạ tiệc tùng hào nhoáng ấy. Mặc dù có sự phân chia giai cấp cực kỳ rõ ràng như vậy, nhưng vì vẫn nằm gọn trong thành phố Rio de Janeiro, nên khu ổ chuột Complexo và vương quốc tiệc tùng Rio vẫn có những sợi dây liên kết không thể tách rời. Và một trong những sợi dây nổi bật nhất chính là cáp treo Teleférico. Bắt đầu ra mắt công chúng và vận hành vào mùa hè năm 2011, tuyến cáp treo Teleférico do Alemão của Rio de Janeiro mang trong mình nhiều kỳ vọng sẽ cải thiện bộ mặt của thành phố. Chính phủ đã từng hy vọng đây sẽ là cột mốc thay đổi mảnh đất vốn khét tiếng vì những khu ổ chuột bạo lực, những trận chiến giữa các băng đảng ma túy và cảnh sát. Thế nhưng đáng buồn thay, niềm tin ấy chỉ được gói gọn trong vòng 5 năm. Đến giữa năm 2016, tức chỉ một tháng sau khi Thế vận hội kết thúc, tuyến cáp treo đã ngừng hoạt động vô thời hạn và những tiếng súng trong thành phố ngày càng lớn hơn. Các quan chức địa phương đã viện dẫn chuyện có thiệt hại bất ngờ, cần đến một cuộc đại trùng tu, nhưng họ không bao giờ thực hiện điều đó. Khung cảnh khu ổ chuột nhìn từ cáp treo trên đỉnh đồi được miêu tả đầy lãng mạn, giống như một bức tranh ghép tươi sáng của những hình vuông nhỏ, những con hẻm lộn xộn và những ngôi nhà gạch xây thô sơ. Tuy nhiên hiện thực lại không hề như mơ. Một trung úy cảnh sát cho biết, việc leo lên nhà ga ngắm cảnh có thể khiến bạn sơi kẹo đồng của những tên cướp. Cứ thế khu ổ chuột Complexo lại chìm trong tiếng súng đạn và người dân nơi đây vẫn lao đao, khốn cùng, không thể tìm ra lối thoát. Sự hỗn loạn tại khu ổ chuột Complexo do Alemão có là vấn đề của giới quan chức Brazil hay không? Có chứ. Vậy chính phủ có biện pháp mạnh tay để đẩy lùi vấn nạn nhức nhối đó không? Câu trả lời vẫn là có. Thế nhưng họ hoàn toàn bất lực bởi số lượng băng đảng, vũ khí cùng những kẻ điên tại nơi đây là quá đông và hung hãn. Chúng thậm chí còn luôn trong trạng thái đặt cược tính mạng của cả bản thân với tử thần. Điều rồi kéo theo đó là cả một vết nhơ. Khi mà nhắc đến Complexo, người ta chẳng còn nhớ gì khác ngoài mảnh đất chết ngập trong bạo động. Chỉ đất nước Việt Nam của chúng ta đã chịu nỗi lo trước sự đen tối của khu ổ chuột này. Vào năm 2008, ông Vũ Thanh Nam, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil, đã bị một nhóm cướp có vũ trang bắt cóc trong lúc đang cùng thân nhân tham quan thành phố Rio de Janeiro. Tuy các nạn nhân đã trở về an toàn, bình an vô sự sau khi trốn thoát khỏi ngôi nhà bị giam giữ tại Complexo do Alemão, nhưng ám ảnh tâm lý chắc hẳn vẫn luôn đeo bám họ cho đến tận ngày hôm nay. Còn để lấy một ví dụ tiêu biểu về sự mục giữa tại Complexo, chắc hẳn người dân Brazil chẳng thể nào quên được cuộc đại chiến của những gã buôn ma túy tại đây với chính phủ quốc gia này vào năm 2013. Cụ thể, trong khi giới chức cấp cao Brazil nỗ lực cải tạo Alemão để tăng cường an ninh trước thềm World Cup và Olympic tại Rio de Janeiro, thì những gã trùm ma túy thể hiện sự chống đối gắt gao
khi ra lệnh đóng cửa tất cả các cửa hàng ở một trong những khu ổ chuột lớn nhất. Và thế là vào chiều ngày 23 tháng 5 năm 2013, một cuộc xả súng ác liệt kéo dài đến 2 giờ đồng hồ giữa những kẻ ngoài vòng pháp luật với cảnh sát đã diễn ra. Hậu quả là hơn 5.400 trẻ em không thể đến trường vào sáng hôm sau và một tên tội phạm đã mãi xanh cỏ. Tất nhiên, đây chỉ là những thiệt hại được công khai, còn ẩn tình trong đó chắc chắn sẽ kinh khủng hơn rất nhiều. Nhưng sự kiện tồi tệ nhất tại đây phơi bày mặt tối tăm sau những vũ điệu samba hào nhoáng tại Rio, chắc chắn phải kể đến vụ truy quét của cảnh sát vào năm 2022, tạo nên một vết gợn lịch sử đau lòng cho đất nước Brazil. Chỉ với dòng thông báo từ văn phòng bảo vệ công cộng của Rio de Janeiro, cuộc bạo động tại Complexo do Alemão có khả năng là một trong những hoạt động với số người chết cao nhất trong lịch sử ở Rio, đã cho thấy mặt tối đáng sợ của nơi vẫn được biết đến với cái tên hào nhoáng thành phố diệu kỳ. Cuộc đột kích vào ngày 21 tháng 7 năm 2022 diễn ra trước bình minh và kết thúc vào lúc 4 giờ chiều theo giờ địa phương. Gần 400 sĩ quan cảnh sát đã tham gia đột kích, bao gồm lực lượng đặc nhiệm, các sĩ quan được 4 trực thăng và 10 xe bọc thép chống đạn yểm trợ. Hậu quả, màn đột kích truy bắt nhóm tội phạm ở khu ổ chuột lớn nhất thành phố Rio de Janeiro trở thành một trong những cuộc đọ súng đẫm máu nhất với 18 người chết và khiến cảnh sát một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích. Tại hiện trường, một phóng viên đã có mặt trực tiếp để nhìn thấy khoảng 10 thi thể nằm la liệt. Những người dân có mặt thì hét lớn: "Chúng tôi muốn bình, chúng tôi muốn bình yên." Cư dân sống ở khu ổ chuột nói bất cứ ai tìm cách hỗ trợ những người bị thương đều đối mặt với nguy cơ bị bắt. "Chúng tôi cố gắng bắt giữ các nghi phạm, nhưng thật không may, chúng chọn cách chống cự và nổ súng về phía chúng tôi." Ronaldo Oliveira, một nhà điều tra thuộc lực lượng cảnh sát thành phố Rio có nói. Thống đốc bang Rio Claudio Castro đã bày tỏ sự thương tiếc với cái chết của một sĩ quan cảnh sát. "Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với tội phạm bằng tất cả sức lực," ông Castro phát biểu. Nhưng đối với nhiều người dân sống ở khu ổ chuột, mỗi lần cảnh sát mở cuộc đột kích là lại có đọ súng đẫm máu. "Chính sách thảm hại như vậy là quá đủ rồi," thưa ông thống đốc. Taliaria Petron, một nhà lập pháp liên bang của Rio có nói, "Đây là một chính sách thất bại, không thể cứ tiếp tục chất đống xác người ở khu ổ chuột mỗi ngày." Đến đây thì mọi người chắc hẳn cũng đã có cái nhìn thực sự rõ ràng về sự đáng sợ của khu ổ chuột Complexo do Alemão. Đằng sau ánh hào quang, giàu có, xa xỉ, nơi vũ hội ngày đêm nhộn nhịp ở Rio de Janeiro, đó là chiến tranh, tệ nạn, đổ máu từng ngày ở Alemão. Chính phủ Brazil có hành động nhưng biết làm sao được. Khi những kẻ chẳng còn đặt tính mạng của mình hay người dân lên hàng đầu, chúng sẽ làm tất cả mọi thứ điên rồ nhất. Và đó là cái giá cho sự nghèo đói, cho sự chênh lệch giai cấp quá lớn ở thành phố Rio de Janeiro hòa lệ. Có điều gì bạn biết về Complexo do Alemão hay Rio de Janeiro nữa không? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.